Vừa rồi là khóa lễ cúng họ Phật và tụng kinh nghi lễ cúng dường xin khép lại nơi đây. Tiếp theo chương trình là phần thuyết pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng đồng an hòa. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái Phật thượng tòa giảng sư, kính thưa quý đồng hương cùng toàn thể quý Phật tử gần xa, dù ai vạn nghèo đường trần đến ngày để vía Quan Âm trở về, từ bi cam lộ khôn nơi đưa người thoát khỏi biển đời trầm luân. Thật vậy, hôm nay đối trước hàng Phật tử chúng ta là thượng tòa giảng sư, đáp lời thiền thỉnh của ni chúng chúng con. Thượng tọa Quan Âm chùa Tâm Quan chứng minh và thuyết giảng truyền trao giáo pháp của Đức Thế Tôn để đưa hàng Phật tử chúng con thoát khỏi biển đời trầm luân. Trước khi vào thời thuyết pháp hôm nay, chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa giảng sư cho phép chúng con được giới thiệu đôi nét về thượng tọa. Kính thưa quý Phật tử, vào năm 1987, thầy xuất gia tu học với hòa thượng Thượng Như Hà Tịnh tại chùa Linh Nghĩa, Diên Thắng, Khánh Hòa, Nha Trang, Việt Nam. Năm 1990 đến năm 1994, thầy tốt nghiệp trường trung cấp Phật học tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Năm 1997 đến năm 2001, thầy tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Thầy tiếp tục sang Ấn Độ du học vào năm 2001 đến 2004. Thầy tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ năm 1204 đến năm 2005. Thầy tốt nghiệp phó tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ vào năm 2006 đến 2009. Thầy tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ. Kính thưa quý Phật tử, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, thầy được các giáo sư và sinh viên trường đại học Sư Hồ Tiểu Bang Washington mời thuyết trình các đề tài về thiền tập và các đề tài khác, vân vân. Và hiện nay thầy đang ở trú xứ chùa Linh Sơn tại Austin, tiểu bang Texas và phần pháp tại Hoa Kỳ. Và giờ đây đối trước quý Phật tử chúng ta là thượng tọa giảng sư Thích Trình Sĩ với tinh thần hoằng pháp vi gia vụ, lời sanh vi sự nghiệp, bằng lòng từ bi vô tận của thượng tọa, thương xót ni chúng và hàng Phật tử chúng con, đem giáo lý của Phật Đà chỉ dạy cho ni chúng và hàng Phật tử chúng con tu tập. Trong nghi án nữa đây, quý vị sẽ được thượng tọa giảng sư đưa quý vị lên thềm thang của sự an lạc giải thoát. Giờ đây đạo tràng chúng con được trang nghiêm như pháp. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tế đầu bái thỉnh thượng tòa giảng sư ban lời pháp nhũ đến đạo tràng chúng con, thành tâm cung thỉnh thượng tòa A Di Đà Phật. Nam mô
Chủ nhật 27 tháng 10 2013, chúng ta đang có mặt tại chùa Tam Quan, tiểu bang Đức Chí Linh. Lời nói đầu tiên, thầy xin kính gửi kính chúc quý sư trưởng, sư cô cùng quý Phật tử trong ban tổ chức và quý Phật tử hiện diện ở đạo tràng này sức khỏe dồi dào, thông tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy có duyên lành tới chùa tham quan được sự thỉnh cầu của quý bác gia trưởng của quý sư cô và quý Phật tử, thì thầy có duyên lành về đây. Đây là lần thứ nhất thầy về, ở bữa qua bữa kia là lễ sám hối, hôm nay là lần thứ hai. Giờ này cả cứ ngọ làm lễ vía Đức Mẹ Quan Tham Thừa Tông. Bây giờ chúng ta nghe pháp và nói pháp, bắt đầu thời pháp thoại. Bài pháp thoại của thầy với chủ đề là pháp âm Phật pháp. Trước khi chúng ta nghe pháp, mời đại chúng chúng ta chắp tay đọc cho bài kệ này nha. Thì đọc theo nha. Đầu cành dương liễu vương cam lồ, đầu cành dương liễu vương cam lồ, một giọt, đọc theo, một giọt mùi hương, mùi hương rưới cũng đầy, rưới cũng đầy, bao nhiêu, bao nhiêu trần lụy, trần lụy tiêu tan hết, tiêu tan hết, đàn đàn, đàn đàn thanh tịnh, thanh tịnh ở ngày đây, ở ngày đây, liễu biết, liễu biết phất bày, phất bày muôn thế giới, muôn thế giới sen hồng, sen hồng nở hé, nở hé vạn lâu đài, vạn lâu đài cúi đầu, cúi đầu ca ngợi, ca ngợi dân hương thỉnh, dân hương thỉnh xin nguyện, xin nguyện từ bi, từ bi ứng hiện, ứng hiện ngày đây, ngày đây. Nam mô, nam mô Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Nam mô Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm, Nam mô Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Nam mô Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm, Nam mô Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Ma Ha Tát, Ma Ha Tát các đại chúng mình, các đại chúng mình. Rồi chúng ta để thầy xuống, chúng ta bắt đầu nghe pháp. Quý vị đọc bài kệ thì phải chưa? Có một giọt mà tự nhiên bao nhiêu phiền não đã tiêu tan hết rồi, không chỉ là nhiều giọt. Bữa nay thời pháp nhũ là nhiều giọt nha. Thì cái chủ đề hôm nay là pháp âm trong Phật pháp. Thì thưa quý vị, thường thường mình sống đời, mình sinh ra lớn lên là mình đều có cái thức ăn và nước uống. Cái đó là luôn cho tâm, đôi lúc cũng cho tâm. Nhưng mà đối với Phật giáo, đối với đạo của mình, ngoài những cái thứ đó ra, nó còn pháp âm. Pháp âm cũng là một cái món ăn tinh thần, trong đó là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là cái món ăn tinh thần và những yếu tố đó, hay nói gọn lại là cho thức ăn đó, cho thân và tâm. Thì cái pháp âm này nó rất là quý diệu, rất là màu nhiệm. Nếu mà chúng ta mà đi chùa, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta nghe pháp cũng là một pháp âm. Mà cái pháp âm ở đây cụ thể là nếu chúng ta có đi về, chúng ta có quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì đó là một cái pháp âm vững chãi chúng ta. Trong cái pháp âm đó là pháp, cũng là cái món ăn tinh thần, mà đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái pháp
ta nghe nữa thì quý vị đọc cho thầy, mà nếu mà hay chúng ta hát luôn nha. Thì cái bài đó mang tựa đề là Pháp Âm của Phật Pháp và Tăng. Thầy mời đại chúng chúng ta thông thả mà chúng ta đọc cho thầy. Quay về nương tựa, mời đại chúng đọc cho thầy. Bạn mua liên tức chứ nha. Quay về nương tựa, quay về nương tựa, hai đạo tự thân, hai đạo tự thân, chánh niệm là Phật, chánh niệm là Phật, soi sáng xa gần, soi sáng xa gần, hơi thở là Pháp, hơi thở là Pháp, bảo hộ thân tâm, bảo hộ thân tâm, năm uống là tăng, năm uống là tăng, phối hợp tinh cần, phối hợp tinh cần, thở vào thở ra, thở vào thở ra, là hoa tươi mát, là hoa tươi mát, là núi vững vàng, là núi vững vàng, nước tình làng chiêu, nước tình làng chiêu, không gian thiên thang, không gian thiên thang, hay chưa? Bây giờ mời quý vị bắt đầu cùng hát với thầy nha. 2, 3 quay về nương tựa, hai đạo tự thân, chánh niệm là Phật, soi sáng xa gần, hơi thở là Pháp, bảo hộ thân tâm, năm uống là tăng, phối hợp tinh thần, sầu đâu có những cái nó phiền muộn, nó làm ta cho ta suốt ngày suốt đêm suốt tuần suốt tháng suốt năm đôi lúc sầu khổ. Nhưng mà mình về chùa rồi, những cái bài hát như vậy đó, mình hát thay vì mình tụng kinh thì mình hát, đó cũng là một pháp âm, mà pháp âm làm cho mình trẻ ra nè, làm cho mình đẹp ra nha. Ví dụ mình đang 50 tuổi mà mình hát còn lại 30 tuổi rồi. Đó là pháp âm. Quý vị thấy không? Thời buổi ngày nay mình dùng cái pháp âm đó, mình nói pháp, mình hát, mình làm gì á là nó thấm vô, nó thấm trong tâm của mình, tự nhiên mình thấy trẻ ra, trẻ bằng thân và bằng tâm. Quý vị thấy không? Cho nên á, quý vị hiểu được như vậy á là thấy nó màu nhiệm và nó có cái gì á, đó là Phật pháp và tăng. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà quý vị hiểu được như vậy á, quý vị về chùa, quý vị tụng kinh niệm Phật rất là vui. Thay vì hát những bài thế gian nó sầu đau, nó phiền muộn, mình hát những bài Phật pháp như vậy á, tự nhiên cái lòng mình ấm ra và thấy á, nếu mà mình có vợ hoặc có chồng hoặc có con cái, mình hát như vậy ổng thương. Quý vị không? Hoặc là nếu mà ảnh hát á thì chị cũng thương, nói bữa nay á, nhờ anh đi chùa tham quan, anh hát á, em thấy em thương cách gì đâu. Quý vị không? Cho nên anh hát như vậy á, đó là tiếng hát pháp âm. Làm như vậy á, mà trong gia đình á, mà anh hát, chị hát thì gia đình hạnh phúc, con cái cũng hạnh phúc, bắt trước ba má hát thì con cũng sầu, con cũng ca. Quý vị thấy không? Cho nên á, quý vị làm được vậy á, là cái thân và tâm mình nó đẻ và nó nhẹ ra, nó vui liền, ai thấy cũng thích á, cũng thương liền, gần gũi liền. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái đó là cũng là một pháp âm. Quý vị á, khi mà quý vị hiểu cái pháp âm đó, không giữ cái đó mà nó còn pháp âm ở trong chùa, nó còn cái tiếng chuông đó nha. Bây giờ quý vị chắc tay bật theo tiếng chuông thầy này nha. Bữa nay thầy cúng dường pháp âm cho quý vị nha. Nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông.
Mẹ đi chùa là mình tỉnh đấy nha. Nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, phiền não nhẹ, trí huệ lớn, trí huệ lớn, bồ đề sanh, bồ đề sanh, lìa địa ngục, lìa địa ngục, thoát thầm lửa, thoát thầm lửa, nguyện thành Phật, nguyện thành Phật, độ chúng sinh, độ chúng sinh. Cái gì biết á là theo cái truyền thống á trong đạo Phật mình á, giấc khuya 5 giờ sáng quý thầy hoặc quý sư cô, nếu là mình trung tiểu hay là nếu là mình hành giả khuya mà mình lên á mình thỉnh chuông á, quý vị đang dưới nghe tiếng chuông là ngồi dậy ngồi thiền, mình có khóa tu á, mình ngồi mình niệm Phật, sinh hoạt hai năm xong niệm Phật thì quý vị đọc là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ nghe, cho nên cái phiền não nó tâm mình á, lúc này mình ở chùa rồi, ở có tu rồi, cho nên đâu ảnh hưởng chồng con nữa, đâu ảnh hưởng mấy đứa nhỏ nó quay qua nữa, cho nên ấy, mình nghe tiếng chuông là vì phiền não mình nó rơi xuống tận lòng, phiền não nhẹ trí huệ lớn, bồ đề sanh á thì mình phải đi địa ngục thoát nằm nữa. Thì địa ngục tức là mình ra khỏi cái địa ngục ở trong tâm của mình này. Địa ngục lúc bây giờ là tối tâm mà mình gần được đạo Phật, gần được cái chuông, gần được ánh sáng, gần được quý sư thầy sư cô, gần được các bạn hành giả, thì lúc bây giờ địa ngục trong tâm mình nó mất đi. Thì quý thấy chưa, đó là địa ngục, đó là địa ngục ở trong thân của tâm mình, chúng mình mất địa ngục mà tối thì phải tối. Địa ngục mà mình xuống dưới 12 tầng địa ngục, mình thấy ai mà đê cái tử ra đỏ đỏ đó, thấy cái đó là địa ngục bên ngoài, là địa ngục bên ngoài, cái đây là địa ngục quan trọng, là địa ngục trong tâm. Khi mình tiếp xúc được ánh sáng của Phật, mình tiếp xúc được nhà Phật rồi, thì cái địa ngục trong tâm mình nó rơi thì từ giờ địa ngục lúc bây giờ nó thoát hàm lửa. Hàm lửa đây là lửa tham, lửa sân và lửa si, đó là thoát nha. Thì địa ngục thoát hàm lửa, còn khi mà thoát hàm lửa rồi, bắt đầu mình phải làm sao? Nguyện thành Phật. Để làm gì? Đúng không? Khuya mà hành giả mà lên cái chuông này mình nguyện thành Phật, mình chưa có cái gì hết á, mình chưa biết gì hết mà mình cũng phải nguyện. Nguyện thành Phật độ chúng sinh. Khuya có 5 giờ sáng mà chú tiểu lên chùa thỉnh cái chuông gì á, sư phụ cái này sư phụ á, trời ơi chú tiểu lớn gì học Phật pháp chưa bao nhiêu mà mỗi giờ mà nguyện thành Phật rồi, chưa gì của chúng sanh. Quý vị biết chúng sanh ở đâu, của ai không? Chúng sanh ở đâu? Chúng sanh ở đâu? Chúng sanh chỉ cho mình nè. Tự gì á, mình buồn ngủ, thỉnh thoảng mình buồn ngủ, thỉnh thoảng mình là biết, có giờ là tụng kinh, có giờ là niệm Phật, có tu mà. Mà người ta lên ngồi thiền niệm Phật rồi mà mình còn ngồi với mình ngủ. Dạ, sleep well á. Chứ tôi ngồi tôi ngủ ráng chút á. Như vậy á, là chúng sinh mình là biết, mà khi mà có cái thời gian, có cái không gian mà tu tập gì á, thì mình nguyện thành Phật. Mình phải nguyện cái tâm của mình để thành Phật. Thì lúc bây giờ mình độ chúng sinh là độ cái con người của mình, độ mỗi cá nhân mình, lúc đó mình tinh tấn lên. Thì chúng sinh lúc bây giờ có tinh tấn, có lời chùa, có niệm Phật, thì cuối cùng bạn cùng đồng chung tu tập với nhau, thì đó độ chúng sinh chính mình. Quý vị ham hiểu như vậy, quý vị rất là an vui, rất là thoải mái, hay chưa? Thấy các an các bạn lúc bây giờ nó có không? Nó có ngay bây giờ nè, nó có ngay lúc tu tập mình á, thì lúc bây giờ mình nhẹ nhàng thoải mái. Đó là cái âm thanh tiếng chuông. Quý vị thấy không? Ở đây á, thầy nói thêm tại sao có cái nguồn gốc âm thanh này. Quý vị mà có đi Phật tích á, tới Bồ Đề Đạo Tràng á, nơi Đức Thế Tôn thành đạo cách đây 2557 năm về trước, thì bây giờ từ đó tới bây giờ, ngay bây giờ nè, thì cái âm thanh còn vang vọng mãi cho tới bây giờ. Buổi khuya, buổi tối, mỗi sáng 4 giờ sáng, mỗi tối 7 giờ tối là cái âm thanh bắt đầu vang lên tại ngay cái đại tháp nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Thì cái âm thanh như thế này, cái âm thanh này rất là vi diệu.
mời đại chúng chúng ta đọc tiếng Bali, tiếng Sanskrit và tiếng Phạn trước, rồi sau đó chúng ta đọc tiếng Việt, rồi đọc tiếng Anh, rồi có cái người Mỹ chưa? Bây giờ đại chúng đọc tiếng Bali trước nha, rồi sau đó thầy cắt nghĩa. Mời đại chúng các bài lại, chúng ta đọc nha. Udam saranam gacchami. Thầy đọc trước, thầy đọc thêm sau nha. Udam saranam gacchami. Đúng rồi, đọc xong rồi quý vị đọc theo. Rồi câu thứ hai. Nam mô Phật Đà Gia. Nam mô Phật Đà Gia. Đàm ăn saranam gacchami. Nam mô Đạt Ma Gia. Nam mô Đạt Ma Gia. Câu thứ ba. Sangang saranam gacchami. Từ đó, từ cái ngôn ngữ từ thời Phật tới bây giờ đó, mỗi buổi khuya, mỗi buổi tối là đọc như vậy đó, thì cái nghĩa nó như thế này là Bụt đăng tức là cái nghĩa có nghĩa là bậc tỉnh thức. Bụt đăng tức là tiếng Mỹ là Buddha. Buddha tức là người tỉnh thức, người giác ngộ là Buddha. Buddha mà khi mà đi với cái câu đó gọi là Bụt đăng, đó là đối ngữ đối từ thì gọi là Bụt đăng, tức là gì cho con giác ngộ hoặc tỉnh thức. Gacchami là đi tới. Saranam tức là nương tựa, đi tới để nương tựa ai? Nương tựa ai? Nương tựa Buddha, nương tựa Phật á. Thì không? Con đem lòng thành kính đi tới để nương tựa Đức Thế Tôn. Thì không? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai á là đàm ăn tức là Dhamma. Dhamma tức là pháp, là lời dạy của Đức Phật. Hai từ ở sau giống như hai từ ở trước, có nghĩa là con đem hết lòng thành kính nương tựa lời dạy của Đức Phật. Được chưa? Nắm được chưa? Câu thứ ba là Sangam. Sangam là để cho, Sangha là chỉ cho chư tăng. Mà Sangha này chỉ cho, nếu mà rộng á là có mấy chúng? Có mấy chúng? Bốn chúng. Chúng thứ nhất là gì? Chúng thứ nhất mình Phật tử rồi hỏi là phải nói chứ. Mình đi chùa mà hỏi cho má đi chùa lâu chưa? Dạ má đi 20 năm ở con rồi. Bà đi lâu chưa? Dạ 10 năm rồi. Hỏi cho Sangha là gì? Dạ nghe Sangha thì biết Sangha chứ không biết rồi. Hỏi nữa là 20 nữa. Dạ Sangha là gì? Bà đã đi ba. Sangha là Sangha con. Hỏi Sangha nghĩa là gì? Cuối cùng á con hỏi chứ không nhiều mà nhớ. Sangha này chỉ rộng là bốn, nói cho rộng là bốn chúng, là người xuất gia nam, người xuất gia nữ, người tại gia nam, người tại gia nữ, đó là bốn. Nắm được chưa? Hỏi là mình có biết Sangha mà nếu rộng là bốn chúng là như vậy. Còn bây giờ nó còn lại là hai chúng. Chúng là người chúng tại, chúng tại gia và chúng xuất gia, hay là chúng cư sĩ, chúng xuất sĩ. Xuất tức là ra khỏi cái nhà tham sân si, ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi đó. Xuất tức là ra đó, là xuất sĩ là cái người nào á, mà sĩ tức là vừa là chỉ cho cái người đó, hay là bác sĩ, y sĩ, hay là vô thương sĩ, hay cái gì đó, thì cái nghĩa đó, chứ đừng có nghĩa cái là không được. Nghĩa đó là nghĩa rất là hay, nghĩa nào có tu học á là sĩ. Được chưa? Đó tức là người xuất sĩ và người cư sĩ, kêu cư tức là ở, người nào còn ở gia đình gọi là cư sĩ, cũng là sĩ đó, hai người sĩ giống nhau. Mà sĩ á, mà hai người mà cô tu tập á, cả hai người tu tập thì đưa đạo Phật không những đi hiện tại và trong tương lai. Được chưa? Hay
hãy như cư sĩ và xuất sĩ không? Người xuất gia có công học pháp, hiểu pháp, hành pháp và hộ trì chánh pháp bằng cách cúng dường bốn món thức ăn. Một là đồ ăn uống, y mặc, y áo mặc này, và thuốc men và những cái đồ nằm ngủ. Đó là bốn cái đồ cúng dường của trách nhiệm người Phật tử tại gia có công là hộ trì Phật pháp bằng cách cúng dường những thức ăn đó, bốn cái thứ cúng dường đó. Còn người tại gia Phật tử thì có công học pháp, hiểu pháp rồi, thấy không? Còn người tại gia, người xuất gia sao? Người xuất gia có công là sao? Học đạo, hiểu đạo, hoàn đạo và cũng là hộ trì đạo pháp. Mà cả người xuất gia và tại gia hộ trì đạo pháp thì đem đạo Phật không những đi về hiện tại và tương lai. Quý vị thấy không? Con chim nó có mấy cái cánh? Hai cái cánh thì bé mới ra học lớp 2 cũng biết. Một cái cánh là chỉ cho người xuất gia, một cái cánh là chỉ cho người tại gia. Cả cái thân này á, là chỉ cho đạo Phật. Thì hai cái cánh này á, mà nếu á, mà ngon lành đầy đủ á, thì nó quạt qua lưng không trung thưởng thức những cái không gian thanh thang nhẹ nhàng giải thoát, đưa đạo Phật đi về hiện tại và tương lai sáng. Đi lên không? Nếu mà hai cái cánh này mà thiếu đi một cánh thì con chim sao? Nó đi là đi đó gặp những con gì, những cái con bi á, nó dốt liền. Vì không? Nếu mà con chim mà bay là thì gặp những cái côn trùng, những cái thú dưới là nó mòn con chim liền. Thì á, mà nếu con chim nó đầy đủ hai cánh á, nó bay lên không gian thì không có con nào dốt hết á. Cho nên á, con cái cánh này chỉ cho người xuất gia và cái người hiện tại gia. Hai cái người xuất gia và tại gia hộ trì đạo pháp, cho nên đạo Phật có mặt ở đây ngay bây giờ ở xứ Phật kỳ này. Hay chưa? Hay lắm đó. Đó, biết được như vậy thì có đạo Phật ở đây, thì nhờ có đạo Phật, nhờ có ánh sáng đạo Phật cho nên mình tu tập. Chứ còn nếu mà không có, nếu mà có người xuất gia, nếu mà có người tại gia không, mà không có người xuất gia thì quý vị đâu có nghe pháp, đâu phải hiểu pháp. Mở bằng ra, mở đĩa ra, mở YouTube ra, nghe cuối cùng mới biết được, biết không? Nghe dạ, nghe tiếng được thêm tiếng nữa pháp ngủ còn. Cho nên á, mà có cái thầy cô là người xuất gia để hướng dẫn cho quý vị và đem cái lời dạy của Đức Phật hướng dẫn tu tập với nhau. Còn nếu mà có cái thầy cô, có người xuất gia không, mà không có Phật tử tại gia thì sao? Thì quý thầy cô mình thì sao? Quý thầy cô mình không có người một pháp, cho nên á, phải Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Phật, người đưa đường, người đưa đường, chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Phật Đà Gia. Nam mô Phật Đà Gia. Sáng chúng thầy. Câu thứ hai, con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. Nam mô Dhammaya. Nam mô Dhammaya. Câu thứ ba, con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể. Đoàn thể. Của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Sanggaya. Nam mô Sanggaya. Đó thấy không? Tiếng Bali rồi, ví dụ cũng mầm. Bây giờ tiếng Việt, tiếng Việt cũng mầm luôn. Bây giờ tiếp theo là tiếng Mỹ. Tại vì có cái anh Tommy, anh người Mỹ, cho nên mình đọc tiếng Mỹ anh ngán rồi. Quý vị đọc cho thầy. I go to the Buddha.
Nếu mà mình đã là mình là không biết tiếng Việt thì nó là Nam
Namo Avalokita Paraya Bodhisattva. À, mình niệm vậy á, là 5 lần, 10 lần vậy. Trong khi mình niệm, mình ngồi ngay ngắn lại thoải mái, thì mình niệm Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, mình chắp tay vậy. Từ xe mình nắm máy, 5 3 phút thôi, 5, 2 phút thì ra xe mình nắm máy, mà mình cũng nóng, nóng trong tâm mình, có cái năng lượng tâm lên luôn. Thế thì không? Mình buổi sáng á, mà cái người làm được cái gì á, là cái tâm mình á, nó có cái năng lượng ở trong tâm. Cho nên á, quý vị mà có cái năng lượng từ bi là Đức Mẹ Hiền rồi, thì lúc bây giờ à, xe nó nóng máy lên, đồng thời mình cũng có năng lượng tăng lên. Cho nên cái ngày đó mình cầu nguyện rồi, điều lành á, điều nào lành á, nhớ đem cho con nha. Điều nào không lành á, nhớ đi cho khác chơi. Vì không? Cho nên mình cầu nguyện như vậy á, ai mà không thích, quý vị thích không? À, nếu không thích, cho đạo có tay rồi. Quý vị thân, đơn giản như vậy đó, quý vị biết á, ở bên Ấn Độ á, cái vị nào mà có đi Phật tích á, cái vị để ý cho mỗi buổi sáng á, mà khi mà tài xế tiếng tài xế nó kêu bà già, mà cái thầy cô nó kêu guru, guru tức là ông sư hay là sư nữ hay là sư nam, là kêu guru, guru tức là thầy đó. Buổi sáng nó kêu guru, mình lên ngồi xe nghe ngắn hết á, họ làm mà nổ mấy xe lên, họ chắp tay như này, cái vị để ý rồi, họ chắp tay hàng sáng, sau đó họ niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Cầu nguyện vậy, 3 lần, 5 lần, tự nhiên xe nó nóng máy, bắt đầu cái họ xa xuống 3 lần họ đi. Vì vậy đấy, nếu mà ai đi được tích á, người Ấn Độ cũng vậy đó. Cho nên họ nổ máy lên như vậy á, là máy trong xe nó vừa nóng, mà mình cũng có năng lượng, từ bi, năng lượng thương, yêu và hiểu biết. Quý vị không? Có cái năng lượng này, cho nên buổi sáng mình như vậy mình rất là vui, mình làm được gì đó là mình có cái năng lượng rồi, mình chia cái năng lượng này cho mọi người. Trong kinh Phổ Môn á, nếu mà chúng ta tụng âm Hán Việt á, thì quý vị biết á, Mẹ Hiền có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu một vị chị Phật tử này, cô Phật tử Diệu Quỳnh nói là 32 tướng tốt. Ai nói đúng cho tràn cổ tay. À, ít quá. Còn ai nói bao nhiêu tướng? Ai nói? Còn ai nói giống gì không? Mình cũng kinh Phổ Môn á, mình phải biết là Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm có 32 tướng tốt, cho bạn một tràn cổ tay. Mình cũng kinh phải biết Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm có 32 tướng tốt, mà trong đó cụ thể là tướng người nam, tướng người nữ, tướng xuất gia nam, tướng xuất gia nữ. Trong đó tướng nam và tướng nữ, quý vị không? Chung chung. Mà người nam á là chỉ cho ai? Người nam á là chỉ cho ông ta, cho ba của ta, cho chồng ta, cho con trai của ta. Quý vị thấy chưa? Còn tướng người nữ á là chỉ cho ai? Cho bà ta, cho mẹ của ta, cho vợ của ta, cho con gái của ta. Còn tướng xuất gia nam á là chỉ cho ai? Chỉ cho sư ông của ta, cho sư thầy, cho quý thầy, quý sư chú. Thì không? Còn tướng người nữ tu á là chỉ cho ai? Chỉ cho sư bà trước. Rồi xong đó là chỉ cho sư trưởng, đi trưởng, rồi sau đó chỉ cho quý sư cô. Được chưa? Quý vị thấy gần chưa? Tức là cái tướng đó 32 tướng tốt, mà cụ thể đó là tướng người nam, tướng người nam tại gia, người nữ tại gia, và người nam xuất gia, và người nữ xuất gia. Quý vị thấy 32 tướng tốt này nó cần ngủ không? Cần ngủ không? Cho nên á, khi mà quý vị hiểu gì á, những cái tướng đó, những cái hình tướng đó là trong đó là trong gia đình của mình. Trời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta giận á, chúng ta là người vợ, chúng ta giận á, thì lúc bây giờ cái tướng người nữ mình mất. Chứ vì sao? Tướng người mẹ mất, mà mình hiện cái tướng giận lên. Mà khi á, mà người chồng giận lên á, thì á, cái tướng của người nam, trượng phu cũng mất, cho nên cái tướng giận này hiện lên. Cái tướng đó lúc nào cũng không có vui vẻ hết, giận ai á, là cứ mình buồn lên. Trong gia đình á, mà nếu mà người vợ, người chồng giận nhau á, thì thấy sao? Gia đình có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Anh em
mà giận nhau á, hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Mà khi mà quý vị mà giận nhau rồi á, hạnh phúc á, quý thầy, quý sư cô, quý người thân có dám đứng gần không? Không dám đâu. Lúc này ông giận rồi, tôi sẽ tránh cho khác. Còn nếu mà quý vị mà không giận á, quý vị thấy dễ thương, khuôn mặt nó hiền, nó vui, thì lúc bây giờ nếu mà thầy, nếu mà quý sư cô, nếu là người bạn đồng tu, nếu là người thân của mình, gần gũi mình, hỏi không những hello mà còn hao như thế nữa. Quý vị nào? Cho nên á, đó là cái tướng của người xuất gia, cái ngứa tướng người hành giả có tu tập. Nắm được chưa? Cho nên cái tướng Quan Thế Âm đó, mình phải hiểu đó. Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đôi lúc chúng ta phải hiểu là cái tướng đó là tướng cha hiền, đức cha hiền Quan Thế Âm. Đôi lúc mình nói mẹ hiền Quan Thế Âm, mình phải nói là đức cha hiền Quan Thế Âm. Chứ còn có mẹ có cha chứ, thấy không? Mình nãy mình học rồi, có mẹ có cha, cho nên đó, mẹ giận đó, thì đó, mẹ mất cái tướng tu, tu tập, mất cái đức tạo hạnh, cho nên mẹ vui. Thì lúc đó cái tướng mẹ hiện lời, cha cũng vậy, đời sống hàng ngày, ông nội cũng vậy, mà hiện ra mà vui vẻ đi, thì cái tướng người tu tập có, cái đức tạo hạnh có, thì lúc đó vợ con trong gia đình lớn nhỏ thì đều ngủ nhau. Vì vậy thấy không? Thấy thiết thật không? Cái nhiều khi quý vị cứ tưởng đâu là ở xa, cái này kia thì lúc đó không cần ngủ, cho nên mình hiểu được cái tướng mẹ thì quan tâm rồi vậy, tướng cha thì quan tâm rồi vậy, cho nên mình hiểu được vậy, mình tự tập nó rất là hay nhé, rất là hay. Quý vị thấy không? Thiết thật hàng ngày vậy đó. Trong kinh Phổ Môn á, quý vị á, thường thường á, quý vị tụng á, quý vị á, phát hiện ra có bao nhiêu âm, có bao nhiêu âm trong đạo Phật, trong kinh Phổ Môn á, thường thường tụng nó là bao nhiêu nè? Năm. Một là gì? Mở lỗ nằm á, thì đôi tay nó già phai. Năm mà một là gì? Một là gì? Diệu âm. Một là diệu. Diệu âm, ai có danh diệu âm hay lắm á. Hai là Quan Thế Âm. Ba, diệu âm, Quan Thế Âm. Phạm âm. Cô nào đó phạm âm đó, hay quá, cho bạn bạn trả lời. Thứ ba là phạm âm. Thứ tư là gì? Hải diệu âm. Thứ năm là thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Quý vị thấy không? Tổng kinh mình phải hiểu được gì vậy đó, thì cái âm thanh này rất là có ý nghĩa nha. Thì bây giờ diệu âm là gì? Diệu âm tức là âm thanh vi vi diệu. Cái âm thanh này á, cái người nào có thực tập, có đạo hạnh, có nói lời ái ngữ và lắng nghe, thì lúc đó cái người đó có diệu âm, thì lúc đó cái người đó có hiểu và có thương, thì lúc đó nó có gọi là diệu âm. Chứ còn diệu âm á, mà mình bả giận, chỉ giận rồi, mà mình á, mình còn muốn làm, đã chỉ giận rồi mà còn chế nước nữa, chứ nước sôi nữa, thì cả hai đều phật hết, nóng hết, cho nên không có được. Cho nên đó, ở trong gia đình á, mà nếu mà em mà giận rồi á, anh không có giận đâu, anh lắng nghe. Đức Mẹ Quan Thế Âm có cái hạnh lắng nghe đó, cho nên mình phải lắng nghe hết rồi, cho chị nói cho đã rồi, bây giờ em nói xong chưa, bắt đầu anh dặn vui. Quý vị thân, cho nên mình nói, mình học. Thường thường á, quý ngài, quý ông mình, quý thầy, quý sư cô mình dạy á, là con nhà tông thì không giống ông thầy giống. Trong cánh thì mình không giống cái người Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, thì mình phải giống cái hạnh của Mẹ Hiền Quan Thế Âm chứ. Cho nên trong gia đình á, chị giận rồi mà em cũng giận là hai người đều giận là gia đình không hạnh phúc. Trong gia đình người vợ giận mà người chồng cũng giận thì gia đình không hạnh phúc. Cho nên phải có cái lời ái ngữ và lắng nghe. Quý vị thấy không? Phải có hiểu và có thương. Như vậy đó, quý vị đọc cái bài hiểu và thương qua cái tiếng chuông cho thầy nha. Nghe tiếng chuông, nghe tiếng chuông, lòng nhẹ buông, lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, hết sầu thương, hết sầu thương, tập buông thả, tập buông thả, thôi vẫn buông, thôi vẫn buông, lắng nghe thấu, lắng nghe thấu, tầng nguồn cơn, tầng nguồn cơn, học nhìn lại, học nhìn lại, hiểu và thương, hiểu và thương. Quý vị đọc bốn câu sau cho thầy lớn lớn nha. Lắng nghe thấu, lắng
trong gia đình á, quý vị á mà không có hiểu á thì bao giờ phải thương á. Trước nhất á là mình thương ai á thì mình phải hiểu anh chàng đó trước, đúng không? Mình thương cô nàng đó mình cũng phải hiểu cô nàng đó trước. Còn trong gia đình á, mình thương ổng á mình cũng phải hiểu ổng trước. Thì nhiều khi ổng làm 5 giờ mà ổng đi tới 9 giờ ổng về thì lúc đó mình cũng phải hiểu trước, quý vị không? Mà khi hiểu trước á thì bắt đầu á thì mình mới thương, mà thương sâu á thì hiểu nó lâu, mà hiểu càng lâu thì thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn và hiểu lớn thì thương sâu. Mình hiểu được như vậy á thì gia đình hạnh phúc, có đức mẹ con ra đó, quý vị thấy chưa? Chứ còn mà mình học rồi mà không hiểu như vậy á thì lúc đó là mình không có hạnh phúc này đầy quá ha. Mà người mà tập như vậy đó là hạnh mẹ quá ha. Lúc bây giờ thì mỗi chúng ta là một đức quan thế âm, được chưa? Mỗi chúng ta là một đức cha hiền quan thế âm, mỗi chúng ta là một đức mẹ hiền quan thế âm. Hồi giờ con tưởng là đức mẹ hiền quan thế âm, đức cha hiền quan thế âm ở đâu ngoài kia, ngoài tượng ngoài kia. Mà bây giờ con học giáo pháp âm của Phật pháp rồi. Bây giờ mỗi chúng ta là có một đức cha hiền quan thế âm, mỗi chúng ta là có đức mẹ hiền quan thế âm. Quý vị học đạo Phật quý hôn quý ngày cái vậy đó, tất cả chúng sinh đều có, nói lại câu coi, tất cả những cái điều, tất cả chúng sinh đều có, thấy chưa? Mỗi chúng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên mỗi chúng ta đều có Phật tánh, mỗi chúng ta đều có một đức Phật ở trong thân và trong tâm của chúng ta. Mỗi chúng ta đều có đức mẹ hiền quan thế âm. Everybody have Buddha nature. So I am have Buddha nature. I have Buddha nature. I have Buddha nature. Mà ha, tức là chúng ta cũng có đức Phật ở trong ta. Chúng ta I have a Bodhisattva, one time model of compassion, one time in my heart, in my body. Như vậy thôi. Cho nên mình có đức mẹ hiền trong thân và trong tâm thì lúc bây giờ mình mới biết được. Quý vị thấy đạo Phật gần gũi không? Chứ nhiều khi mà mình học mà không có tiếp xúc đạo Phật là mình tưởng đức mẹ hiền quan thế âm ở đâu xa xa, ở trên trời ở đâu xa xa, mà thật ra đức mẹ hiền trong tâm mình, đức Phật ở trong thân trong tâm mà. Khi mà chúng ta làm biến thì đức Phật mình sao, trong tâm mình sao, đức Phật trong ta cũng làm biến. Khi mà chúng ta tinh tấn thì đức Phật trong ta cũng tinh tấn. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có tụng kinh ngồi thiền á thì chúng ta cũng, đức Phật trong ta cũng tụng kinh ngồi thiền, được chưa? Mỗi chúng ta đều có một đức Phật mà, cho nên á khi mình ngồi thiền mình phải ngồi là thẳng lưng, niệm Phật phải thẳng lưng. Chứ nhiều khi mà mình không nhắc lại á, ngồi mà không nghe án mà hai người kêu lộn nhau á, đức Phật đạt quốc độ đó. Cái người mà hiểu á là nói hai Phật kêu quốc độ đó, quý vị thấy không? Cho nên á mình ngồi thiền niệm Phật á phải ngồi thẳng lưng rồi lên niệm Phật. Chứ khi á mà mình á học rồi mình hiểu á, nhiều người á bên cạnh á ta thấy ta nhắc lên nè, thì đức Phật trong tâm á đôi lúc nhắc mình nha. Khi mà má mi á mà ngồi thiền má mi không thơm á thì á ở trong Phật, đức Phật ở trong tâm chúng ta nói sao thì thấy là ông thơm thì tôi cũng thơm. Đức Phật á, khi á đức Phật, mỗi chúng ta đều có đức Phật á, cho nên á chúng ta là người nam hoặc là người nữ á, khi mà mình làm gì á thì đức Phật ở trong tâm mình nói ra khi mà ngồi thiền hay niệm Phật á thấy ông thơm đúng không, là ông thơm thì tôi cũng thơm. Mà khi mà ông ngồi ngay ngắn ông thẳng thì tôi cũng thẳng, được chưa? Cho nên đó mình ngồi á mình tụng kinh niệm Phật á mình không có chuyện, mình để thời gian này là thời gian hướng thấu, thời gian nghe pháp, cho nên á mình phải chú tâm và nghe pháp, học hỏi giáo pháp đức Phật. Thì lúc bây giờ mình nghe như vậy đức Phật ở trong tâm của chúng ta, thông chúng ta thoải mái và nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng chúng ta có một đức Phật mà chúng ta biết, chúng ta không gặp được bạn đạo, không gặp được bạn đồng tu, không được gặp những người yêu thích thì đức Phật chúng ta lazy là biết. Mà khi chúng ta có đức Phật là thì chúng ta tinh tấn, thì đức Phật chúng ta tinh tấn, được chưa? Cho nên mỗi ngày chủ nhật, mỗi hàng tháng hàng tuần sám hối, chúng ta nếu mà có gần ở đạo tràng Bùa Thông Quang, chúng ta phải tụng kinh niệm Phật như vậy đó. Còn những đạo tràng khác thì chúng ta cũng đi tụng kinh niệm Phật. Chứ không thấy thì đức Phật trong tâm trong thân chúng ta nói ở ông biến ông làm biến thì tôi cũng được chưa? Nó hơi thân như vậy đó thì mới có ý,
cái gì á. Mà khi mà thấy ông làm siêu thì tôi cũng làm siêu. Thấy Đức Phật nhắc chưa? Cho nên phải cố gắng như vậy đó. Phải hiểu như vậy đó, không có ý gì á. Hay chưa? Hấp dẫn không? Đó là diệu âm. Bây giờ tôi quan thế âm. Quan thế âm mà nãy mình học rồi đó. Tức là có cái hành ái ngữ và lắng nghe. Cái người trong gia đình đó mà khi giận đoạn mình phải lắng nghe trước, rồi sau đó mình phải bày tỏ, mình nói hết rồi nói những cái lời mà hay, mà nói phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời, đúng cái đối tượng. Chứ lúc này người ta chưa hết nói, ta được giận, ta mới uống cái chai cái ly bia mà lúc nào cũng cầm làm ra trời ơi, chờ được hết xỉn hết say rồi đó. Lúc nào cái giúp phút nào yên lặng là bắt đầu mời anh ngồi xuống đây, bây giờ bắt đầu thì nói nè, em mà bữa đi chùa em học hạnh ai gửi của Đức Mẹ Quan Thế Âm, bây giờ mà nói mình rửa tay ở bữa nha, ngày thứ bảy đó, lúc cuối tuần đó anh có dứt mấy cái ly bia mà anh muốn say dữ quá, em thấy đó là cũng được nhưng mà đừng cố giết gì, còn giữ sức khỏe nữa. Mình làm như vậy đó, thì mình nói như vậy mà đúng lúc đúng thời đúng chỗ thì anh rất là thương mình. Anh ơi còn chờ em cũng vui hay quá, nhờ đi chùa hôm qua mà có tu tập, là một người có hành giả có tu tập, cho nên nói đúng chỗ đúng lời đúng lúc đúng đối tượng đó. Bây giờ anh thấy hay quá, cái gì quá, thôi I follow you now. Bây giờ là mình phải theo anh, mình thực tập theo anh, thực tập theo chỉ, được chưa? Quý vị thấy hay không? Còn khi mà ảnh đang giận là như vậy đó, còn khi mà chỉ đang giận thì mình cũng vậy. Chỉ mà trong già đang giận á, mình lúc nào cũng cầm rằm, mình lúc nào cũng nói như kia, mấy chị không thích đâu. Cho nên chờ mấy chị lắng nghe hết đầu đã, cái bữa nào lúc nào mà thêm đẹp á, mời xuống thì nói rỉ rả, bắt đầu nói lúc đó giờ đó gì đó không được. Anh thấy trong gia đình mình phải có cái hạnh phúc, gia đình mình vậy đó, mà em nói như vậy đó, anh cũng nói gì đó, mà gia đình hạnh phúc, vợ hạnh chúc hạnh phúc, chồng hạnh phúc thì con cái mình bắt chước cũng hạnh phúc theo và đời sống gương mẫu. Quý vị thấy không? Như vậy á, là mình góp phần đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, cho người thân, cho gia đình của mình, cho xóm làng, cho xã hội này. Quý vị thấy không? Mà người nào có thực tập giáo pháp Đức Phật, ngay cả quý thầy quý sư cô về đời sống gì, một hạnh của người Quan Thế Âm mà không thực tập ấy, thì khổ đâu. Mà có thực tập vậy là đem lại cái lợi ở địa phương này rất là lớn. Cho nên đạo Phật mới rất là hay, quý vị nói câu này là hay nè. Quý vị đọc là chắc tay là đọc cái này. Đạo Phật đi tới đâu? Hòa bình đi tới đó. Đạo Phật đi tới đâu? Dân chúng địa phương đó an lạc, hạnh phúc. Nếu người Phật tử có thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn trong đời sống hàng ngày, trong mỗi phút giây, ngay bây giờ và ở đây, trong cuộc sống hiện tại, quý vị thấy đạo Phật không? Ngày nay thế giới cái gì coi tin tức á, các tôn giáo bạn á, đi tới đâu là làm cho người ta khổ tới đó. Mà riêng đạo Phật đó, xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo, không bao giờ có sự làm cho cái dân địa phương đó lúng túng. Nhưng mà đạo Phật đi tới đâu mà nếu là người Phật tử thực hành giáo pháp Đức Phật, thực hành những lời dạy của Đức Phật thì đời sống của mình hạnh phúc, đời sống của con cái mình hạnh phúc, gia đình của mình hạnh phúc. Mà quý vị thực tập như vậy thì đạo Phật góp phần đem lại hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho số đông, đặc biệt là cho địa phương ở xứ này. Quý vị thấy đạo Phật chưa? Ý nghĩa chưa? Phải hãnh diện và hiểu được cái đạo Phật vậy, rất là thiết thực, rất là hay. Quý vị thấy không? Chứ còn nhiều khi mà mình là Phật tử rồi mà mình không có đi về chùa tụng kinh niệm Phật, không có nghe được giáo pháp Đức Phật á, cho nên nó nói là má đi chùa lâu chưa, ba đi chùa lâu chưa, quỳ là nhỏ con à, ở quỳ lâu chưa, già lúc khoảng 15 tuổi á, bây giờ năm nay 30 tuổi rồi, hỏi vậy chứ mà ba là Phật tử không, má Phật tử chứ, năm má đi chùa mới làm, già năm đi chùa rành bao nhiêu mới làm con, rành hay chặt đi mà, có không? Quý vị nó có không? Cho nên á, là người Phật tử á, mình phải hiểu được giờ lời Đức Phật. Cho nên mình phải đi về chùa tụng kinh, đi về chùa học lời dạy của Đức Phật. Mình về chùa mình hiểu được như vậy á, thì lúc bấy giờ mình mới an lạc.
Thì cho nên á, cho nên cái gì hiểu được là người Phật tử chúng ta là hành giả, chúng ta thực tập giáo huấn của Phật, hãnh diện là chúng ta thoải mái, cho nên góp phần đem lại cái hòa bình cho cái địa phương này, cho ở mọi nơi chứ không phải ở đây nữa. Quý vị thấy chưa? Rất là hay. Đó là cái thứ hai, diệu âm, quan thế âm. Bây giờ cái thứ ba là gì? Phạm âm. Phạm âm trong đời sống gia đình của mình á, mà khi á phạm âm này á là đời sống trong gia đình của mình á, nếu mình có vợ hoặc có chồng thì á mình sống chung thủy với người vợ, người chồng của mình. Chứ thỉnh thoảng ở xứ này á, nghe nói á, thỉnh thoảng mình cũng kiếm thêm. Quý vị đồng ý không? Cho nên á, thỉnh thoảng á, nếu mà ảnh á mà có gia đình rồi, có vợ rồi, hoặc là chỉ có chồng rồi mà mình cũng muốn kiếm thêm. Cho nên á, người vợ, người chồng mà kiếm thêm như vậy á, gia đình mình cũng là hạnh phúc. Mình có cái hạnh phúc này, ví như mình có 100 đô đi. 100 đô này á, thì nếu mà hai người xài chung thì người 50 đô phải không? Mà nếu mà có người thứ ba, có người thứ tư á, dĩ nhiên như vậy á, là chia ra người còn có thỉnh thoảng 30, thỉnh thoảng 40, thỉnh thoảng 20, thỉnh thoảng có đồng nào. Được chưa? Hay chưa? Phải thực tế như vậy đó. Cho nên á, khi mà có vợ có chồng á, thì cái đó mình giữ cái đạo hạnh của người vợ người chồng, đó là phạm âm, là đời sống gương mẫu của người cha hoặc người mẹ. Rồi sau khi cha mẹ mà có gương mẫu á, thì con cái bắt trước và noi theo. Chứ còn mà ông ăn nem thì bà ăn, ăn chả thì mấy đứa con đâu má ăn nem, ăn chả con cũng ăn lụa. Quý vị thân, cho nên á, đối với số này là người Phật tử tu tập ngon lành, sống đời sống gương mẫu thì mình sống đời sống ảnh cũng hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Hai người của mình họ cái hạnh lắng nghe ái ngữ, nói với nhau rí rả, nói với nhau đúng thời đúng lúc đúng đối tượng, thì lúc bây giờ anh là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Thế Âm của em đó. Thì bây giờ anh cũng nói lại như vậy đó. Em là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm của anh đó. Quý vị không? Cho nên thực tập như vậy là gia đình hạnh phúc. Được chưa? Đó là cái diệu âm thứ ba. Bây giờ cái thứ tư là gì? Hải diệu âm. Quý vị biết hải là gì? Hải là biển. Được chưa? Hải là biển. Âm là sóng. Hải triều tức là chỉ cho cái sóng, sóng biển. Mà cái sóng biển á, nó có lớn hơn sóng của sông không? Sông á, thì cái sóng nó nhỏ. Mà biển á, thì cái sóng nó lớn. Mà ở đây á, chúng ta học pháp, chúng ta phải hiểu cái biển này á, là dụ cho đại chúng. Trước nhất á, là dụ cho gia đình mình. Đại chúng là dụ cho cái biển á, là chỉ cho sức mạnh, mà chỉ cái năng lượng tu tập của tập thể, của đại chúng, của quần chúng, của cộng đồng. Bây giờ nói cụ thể là trước nhất là hai gia đình của mình. Một gia đình đó mà có tu tập đó, thì đó là hải triều âm. Được chưa? Mà gia đình đó mình mà tu tập một người thôi thì lúc đó là sống của sông. Thì cái sống này á, dĩ nhiên là cái sống của cá nhân. Một cá nhân là hạnh phúc thì cá nhân đó góp phần cho gia đình mình cũng được, đem lại cái an lạc cho gia đình mình cũng được, nhưng mà yếu hơn một gia đình có tu tập. Quý vị không? Gia đình mình đó là người hội trưởng, là bác hội trưởng, là bác hội tra phó, là một thầy trụ trì, trong đó có hàng tăng chúng, một Phật tử trong gia đình mình. Mà nếu mà là mình là Phật tử rồi, mình đi chùa tụng kinh niệm Phật rồi, đôi lúc quý vị nhớ nè, con cái của mình nhiều khi á, ở xứ này á, họ biết gì Phật pháp tăng, cái điều đó là lỗi là do ai? Do mình. Mình đã biết đạo Phật là đạo Phật tốt, đạo Phật là kim cương hộp sọ mà không quý lắm. Còn các cái tôn giáo bạn á, là đâu phải kim cương hộp sọ, cho nên một bảo pháp bảo và tăng bảo là cái quý đó. Quý vị thân, còn mình biết cái hộp sọ kim cương rồi, mình mới gì mình lấy cái kim cương hộp sọ đi đổi củi than như vậy đó. Vì sao? Cho nên nếu người Phật tử mình đó, ở xứ này mình phải biết được, phải hiểu được, phải nói được Phật như thế nào, pháp như thế nào, tăng như thế nào. Lúc đó con cái của mình bắt chước và đi theo cái con đường của mình đi, đi theo cái hạnh đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ nhiều khi ở xứ này quý vị, cha mẹ làm bằng bạc suốt ngày, ngày đêm 24 tiếng đồng hồ,
làm việc 8 tiếng, sang tham là full time, sang tham là half, nửa sang tham là hết là thời gian, bán thời gian và tròn thời gian. Cái việc biết đó là như vậy á, là cái việc dành thời gian tìm bên ngoài sao, bên trong sao, không có để dành chăm sóc cho mình rồi, mình không có thời gian tu tập, huống chi đâu là chăm sóc cho con cái của mình. Mà con cái của mình không chăm sóc cho nó còn nhỏ mà không có chăm sóc cho nó đi học, đi tới trường, có thời gian gần gũi với nó, thì quý vị thấy không, con cái mình chắc chắn là hư hỏng. Quý vị thấy không, cho nên quý vị chăm sóc như vậy thì con cái mình rất là hạnh phúc, gần gũi người cha, người mẹ, chăm sóc. Tự vì nãy nói là mỗi chúng ta là đức mẹ hiền vô thân, mà có cái hạnh mẹ hiền vô thân thì chúng ta chăm sóc con cái chúng ta. Thì ngay đấy, chúng ta thì chăm sóc chúng ta, thì lúc trong bây giờ mà gia đình mà có tu tập, cái đó gọi là hải triệu, được chưa? Hải triệu âm là như vậy đó, là trong gia đình có tu tập, mà khi một gia đình mà có tu tập rồi, quý vị biết cái tôn giáo bạn nè, trong gia đình có 4 người đó, mà ngày thứ bảy người ta đi hai người, ngày thứ bảy người ta ở nhà đi, bây giờ hai người đi ngày thứ nhật, chủ nhật á. Ta đi thường đi thứ ngày thứ nhật, thứ bảy để xin lễ, mới là người Phật tử, thứ ngày sám hối, thứ ngày tụng kinh mà mình vắng nghe. Như vậy mình cái nghĩa Phật tử lúc bây giờ nó có ý nghĩa. Cái gì không? Cho nên mình phải hiểu được như vậy. Nếu mà tôn giáo bạn mà nếu mà vắng trong vòng 4 tuần, 5 tuần, 1 tháng, 2 tháng, là lúc bây giờ ta rút cái phép, cái thòng cầu, tức là rút cái phép gì. Còn mình là Phật tử, mình là người tinh thức rồi, mình đã hiểu rồi, cho nên mình cố gắng mình về chùa tụng kinh niệm Phật, mình sẽ nói nghe. Thì lúc bây giờ cha mẹ làm người có gương mẫu, con cái bắt chước, mình dẫn nó lúc còn trẻ còn nhỏ thì nó đi vậy, thì lúc bây giờ có cái hạt giống Phật, cái hạt giống an lạc, hạt giống tỉnh thức, lúc còn nhỏ còn khỏe thì nó đi về chùa, từ đó nó ảnh hưởng cha mẹ, ảnh hưởng ông bà như vậy đó. Thì khi nào mà nó có bạn đạo, nó có vợ có chồng của người khác tôn giáo thì lúc đó họ rì mò mình, thì lúc đó mình phải nói nè, anh thương em, nếu mình người Nam nha, em thương anh, tự nhiên họ là đạo Phi Tôn giáo đó, em thương anh thì anh cũng thương em, nhưng mà chủ nhật em đi nhà thờ thì là người sám hối á, nhớ nha, đi vào chùa Liên Quan nha, đi về đạo tràng nha, cũng tu tập. Tự vì á, tôi học cái đạo của anh thì đồng thời anh cũng phải học cái đạo của tôi, để mình biết cái hay của mỗi tôn giáo. Quý vị thân, cho nên người ta rỉ mọ mình thì mình cũng phải nói lại, các bạn nói tôi là học giáo lý của các bạn, nhưng đồng thời quý vị phải học 3 điều tinh thức, 5 điều tinh thức, 5 cái điều đạo đức và 3 cái nương tựa Phật Pháp Tăng. Mình phải nói lại như vậy đó, người vợ, người chồng, nếu là mình người yêu, người ta rỉ mọ mình, thì mình là Phật tử, mình cũng phải rỉ mọ họ lại. Anh biểu tôi học đạo là tôi cũng phải biểu anh học đạo. Tôi biết cái hay của anh cũng phải biết cái hay của tôi. Để chi? Để người ta hiểu được cái đạo Phật, cái giá trị của đạo Phật mình là gì đó. Được chưa? Mình nắm vững vậy đó. Cho nên quý vị nói là, dù ai nói ngã nói nghiêng, đọc theo. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng. Hay quá, chỗ nào có tay rồi. Bài kinh là chỉ ra gì? Phật Pháp Tăng, được chưa? Nắm được như vậy đó, người ta rỉ mọ mình cũng phải rỉ mọ lại, chứ đừng nói tôi thương anh quá, anh đi nhà thờ biết mà tôi không có thời gian đi chùa, tôi không rủ anh, không được. Bạn người ta rủ mình rủ người ta tới, mình học cái hay của mình. Cho nên lúc bây giờ cái chấp học tử của mình, cái người tính thức mình tốt ra, cái vị hãnh riêng của mình đó, lúc đó là ai mà muốn đi sometimes I go to the church, and sometimes I would like to invite you to go to the temple or practice the Buddha teaching. Look like Brother Toby. Quý vị thân, người ta rủ mình cũng phải rủ người ta đi chùa, mình học cái hay của mình. Đúng như vậy nó có ý nghĩa. Đó, cái thứ hái điều âm. Mà khi hái điều âm rồi, một đại chúng á, trong gia đình, trong cộng đồng, một đại chúng, một chùa mình tu tập á, quý vị thấy mạnh không? Mạnh không? Quý thầy cô, quý Phật tử mà cùng vô tu tập á, thì cái năng lượng của đại chúng á mạnh hơn năng lượng của cá nhân. Được chưa? Năng lượng cá nhân mạnh rồi, nhưng mà mạnh cá nhân thôi. Mà khi mà đại chúng mà năng lượng mạnh rồi, có cái đời sống tâm linh mạnh rồi đó, lúc bây giờ mình có cái năng lượng đó, mình đem cái năng lượng tâm linh này, mình chia sẻ cho người thân, người thương của mình.
đại chúng có tu tập gì hết, quý vị thấy không không? Ngồi như vậy á, nãy giờ nghe pháp nè, tụng kinh, quý vị thấy không không? Quý vị biết cái giá trị của nó. Bây giờ thân an rồi, tâm phải an mà mình có chất an nè, chất lạc nè, lúc đó mình có hạnh phúc. Quý vị thấy không? Đó là hải trụ âm. Bây giờ tới cái thứ năm là gì? Thắng bỉ thế gian âm, thị cố thư tôn thường nghĩ. Thắng tức là vượt lên, là vượt trội, là hơn hết. Cái gì hơn hết? Cái gì? Phật âm, pháp âm, tăng âm, diệu âm, những cái âm thanh của Đạo Phật, những cái lời của Đạo Phật, lời dạy của Đạo Phật, vượt hết tất cả những cái âm thanh khác ở thế gian, những âm thanh khác ở thế gian, thậm chí cái lời hát của thế gian. Quý vị hát, quý vị ca, quý vị sinh hoạt hàng ngày, cộng đồng hay này kia, nếu quý vị không có tu tập, những âm thanh đó làm cho mình sầu đau, làm cho mình khổ, làm cho mình buồn rầu, làm cho đời sống mình thỉnh thoảng không hạnh phúc. Mà quý vị về chùa có tu tập, có năng lượng, có diệu âm, có Phật âm, pháp âm và tăng âm, đó là cái âm thanh này hơn hết cái âm thanh thế gian. Cái âm thanh thế gian á làm cho ta tạo nghiệp, làm cho ta khổ, làm cho tham sân si. Dành thời gian để đi chùa tụng kinh niệm Phật tu tập mà để thời gian đi tỷ gì nô nô đó, đi được 37 vậy đó. Như vậy á là cái âm thanh đó là âm thanh tạo nghiệp. Mà âm thanh á, người có tu tập á, về chùa thì mình gặp được diệu âm, quang thế âm, hải trụ âm, thắng bỉ thế gian âm. Cái âm thanh của Phật pháp hơn hết tất cả âm thanh thế gian. Hay chưa? Hấp dẫn chưa? Thì nắm được như vậy á thì mình mới là I am happy all the time. Biết không? Mình vui, mình hạnh phúc. Biết không? Nắm được nghĩa mình mới gọi là thắng bỉ thế gian. Mà thắng bỉ thế gian âm rồi, cái âm thanh của Đạo Phật rồi, hơn tất cả các âm thanh thế gian rồi. Bây giờ có câu hán văn nè: thị cố tu thường niệm. Thị cố là cho nên, niệm là gì? Niệm là remember. Niệm cái nghĩa là nhớ. Nhớ cái gì? The Buddha, the Dhamma and the Sangha. The Buddha who is awakened one. The Dhamma, the path of love and understanding. The Sangha, the community of Buddhist monk, Buddhist nun, lay people. Remember, tức là mình nhớ Phật âm, pháp âm và tăng âm, nhớ những lời dạy Đức Phật đó, cho nên thị cố tu thường niệm, cho nên chúng con phải ghi nhớ hành trì. Hay quá. Mấy cái âm thanh đó khi mình nhớ nha, nhớ như vậy đó thì hiểu được như vậy, lúc đó bây giờ nó có ý nghĩa. Mình càng tu á, mình càng hiểu rồi thì lúc bây giờ mình thương, trước nhất là thương cho mình. I love myself. When I have love, I share my love to someone. To somebody with I love. To someone I love. Khi mình có cái tình yêu rồi, mình có tình thương rồi, mình share cho mọi người, thì lúc đó thì mới gọi là âm thanh vi diệu trong đạo Phật. Quý vị thấy cái lời dạy Đức Phật không? Chỉ cái âm thanh này mới ghi nhớ và thực hành, mới đem lại. Âm thanh này không bao giờ tạo nghiệp. Âm thanh nào không có sầu đau, không có khổ, không có sầu bi. Quý vị thấy không? Nên người mà có âm thanh này, đặc biệt là âm thanh tụng kinh, niệm Phật và tụng chú, đặc biệt là âm thanh thiền tập, âm thanh không lời, wordlessness, tức là the sound of wordlessness, tức là âm thanh không lời. Âm thanh này chỉ cho practice meditation, tức là âm thanh thiền tập. Khi nào có cái khóa tu thiền tập, quý thầy sẽ hướng dẫn. Quý vị thân, đó là âm thanh không lời, chúng ta thực tập như vậy, đó là âm thanh đạo Phật. Rồi, đó là những cái bài pháp thoại, những cái lời dạy của Đức Phật, cái âm thanh của Đức Phật trong đạo Phật. Rất là cái ý nghĩa. Trước khi mà chúng ta, thầy nói dứt lời, thầy để 2 phút, chúng ta có thắc mắc gì cái buổi pháp hội hôm nay? Một là thắc mắc hỏi lại, hai là cái cảm tưởng của quý vị như thế nào? Thầy để cho quý vị giơ tay trả lời. Mời quý Phật tử, khi mà chúng ta lên á, chúng ta lên đây, chúng ta có thể nói pháp danh trước, rồi sau đó chúng ta nói cảm tưởng hoặc là thắc mắc gì, mời quý vị Phật tử một vòng.
mời cái giờ này là giờ tu tập hai triệu âm, cái âm thanh của đại chúng, cho nên nó có dịp mình lên đây mình chia sẻ cái kiến thức cho mình, cho đại chúng được nghe và học với nhau. Mời quý Phật tử, mà nếu mà quý vị hai giờ đây mà quý vị mà không dơ không dơ thì chỉ nha. Rồi một thầy đếm từ 1 tới 5 không có thầy chỉ nha. 1, 2, 3, 4 và 5 không có ai hết. Bây giờ thầy chỉ nha, thầy chỉ ba người, bên đó là một người nam, là sau đó là quý Phật tử mình. Bây giờ trước nhất á, thầy mời Phật tử gần gần trước nha. Rồi mời cô Phật tử này, mời cô lên đây, cô pháp danh gì mời cô đây. Thì sau đó nó pháp danh rồi đó, mình nói như thế nào thắc mắc một cặn lưỡi như thế pháp tạm này, mời cô. Đại chúng bạn mình chuẩn bị lên thì cho thằng có tay nhé. Đức Phật không trả lời các vấn đề đó.
nếu mà mình tu Phật được á, mình trổ con trai, mình được con trai. Mình trổ con gái, mình được con gái. Thì người Phật tử cũng như là người xuất gia, khi tu Phật là để tiến lên từ con đường giác ngộ. Thì mà sao phải còn trổ con trai và con gái nữa? Thì ý nghĩa của các câu hỏi sao xin thầy cho cái gì thấy là hãy làm được. Khi mà cái 6 năm cũng xong rồi lên đây thì đại chúng mình là 25, chúng ta tán dương bác Phật tử người hạnh như vậy, mình mới biết được lúc này là lúc quý báu cho nên chúng ta đứng đây để trình diễn những cái gì mà chúng ta hiểu và chúng ta gặt hái được thì nó có ý nghĩa. Bây giờ bác thỉnh thầy nói tiếp. Quý vị nhớ nè, trong kinh á, đặc biệt là kinh Mahayana, trong kinh Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Phát triển á, mình kinh nói vậy mình phải hiểu cái nghĩa đằng sau cái nghĩa, cái chữ của nó là lúc đó mình phải hiểu được. Quý vị nhớ nè, cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái. Quý vị biết nè, trai ở đây á là chỉ cho sức mạnh, chỉ cho đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng tức là cái lực, cái hùng mạnh trong cái người tu tập giáo pháp Đức Phật. Khi mà có niềm tin giáo pháp Đức Phật là cái người nó hùng mạnh lúc bây giờ. Cầu con trai là cầu cái sự tu tập hùng mạnh trong giáo pháp Đức Phật, đó là cầu con trai, chứ không phải cầu là con trai là không bôi à. Phải anh hiểu nghĩa là cầu con trai nghĩa là gì? Con trai là chỉ cho sức mạnh, đại hùng tức là cái hùng lớn, đại lực là cái lực lớn, là người nào có thực tập lời dạy Đức Phật trong kinh Phổ Môn, đó là người có cái hùng, cái lực hai dụ mình mà còn vừa bỏ. Phải hiểu được như vậy đó, được chưa? Hay chưa? Bây giờ tới cậu con gái nè, hồi nãy mình học rồi, cậu con gái người nữ là cái có cái tính ái nữ. Người nam cũng có, nhưng mà người nữ có nhiều hơn. Lúc mà ông giận á, thì mình phải có cái hạnh ái nữ, có cái hạnh tự bi, có cái hạnh hiểu và thương đó. Quý vị không? Mình có cái hạnh đó cho nên mình phải cầu lúc bây giờ. Tự nhiên ông đang giận, mà mình không có cầu cái hạnh hiểu, không có cầu cái hạnh thương, thì lúc đó mình không có cầu hạnh lắng nghe. Ái nữ, thì lúc đó thì thỉnh thoảng sanh tham ái dớt vô nào. When you anger, when you become angry, I follow you, and sometimes you and I meet together, I just you know. Quý vị thấy không? Cho nên trong trường hợp này á, là cầu con gái là cầu cái hạnh từ bi, hạnh thương yêu, hạnh ái nữ, dễ thương, nói đâu nghe đó, anh nói thì nói, em lắng nghe, ai nói gì thì mình cứ nghe. Quý vị không? Cho nên mình nghe rồi mình mới hiểu. Thì lúc bây giờ đó là cậu con gái, được chưa? Con gái con trai là vậy đó, hay chưa? Tôi đọc kinh Pháp Hoa, tôi thấy Pháp Hoa trong kinh Phổ Môn dạy vậy. Tôi sanh con trai hoài à, hai đứa rồi muốn cầu thành con gái. Nhưng mà bây giờ tới nay là được 5 năm thì tôi có 7 thằng trai rồi. Mà cậu gái hoài đó, không có được, không có đúng, không có hiểu cái nghĩa vậy. Quý vị hiểu cái nghĩa vậy là tội kinh, được chưa? Cho nên là hiểu được cái nghĩa là sau cái nghĩa, cái ngữ đằng sau cái ngữ đó, tức là cái ngôn từ của kinh đó. Cái gì à? Bây giờ chỉ cho một người Phật tử nữa, sau đó tới anh Mỹ nha. Bây giờ người thứ ba xin mời bác gia trưởng, bác Diễm sau. Bây giờ bác nói là chỉ tôi rất là hạnh phúc. Bây giờ mời bác Minh Thành bác cho đôi lời. Nam mô A Di Đà Phật. Mời bác. Mời sư Phật. Dạ. Kính bạch thượng bệ nhân sư, kính thưa vị Phật tử. Nãy giờ ngồi với nghe mà thấy cái bài giảng của thầy thật là sống động và đem món ăn tinh thần của Phật tử vừa trong ba. Dạ, thầy giải thích từ chi tiết, từ những cái Phật quan thế âm. Dạ. Thì đây là những cái món ăn mà tinh thần của Phật tử mong chờ thầy để nghe thầy giảng. Dạ. Dạ.
Quý vị, quý vị thấy bác Minh Thành không? Bác nói á, là cách đây khoảng 50 năm á, là tôi mạnh lắm á, trẻ lắm á, khỏe lắm á. Bây giờ á, như này là mà tôi còn lên, tôi còn chia sẻ này chúng quý vị không? Là người có niềm tin Tam Bảo, Phật Pháp Tăng hay mình ấy, luôn luôn lúc nào cũng là người hộ bác, hộ trì chánh pháp, để cho người xuất gia và người hành giả có cái đạo tràng tu tập, có cái nơi tu học ngon lành. Nhờ những người có cái công hộ pháp làm được như vậy, Phật tử chúng ta, người hành giả chúng ta có cái đạo tràng tu tập ngày hôm nay, cho tràng bóng tay quá. Bây giờ người cuối cùng, the last person, I would like to invite Brother Tony. He has got a name. Quý vị, thầy, I would like to invite here, you come here, and you guys come here, and how can you come today, how can you and I be together? Tôi biết vị là anh Tony này á, anh có cái duyên lành, thầy đi Hoàng Pháp, mà trên cái chuyến bay á, từ Austin tới Alaska, thì anh gặp á, thì lúc bây giờ thì anh chụp hình, sau đó anh rất là mừng. Trên chuyến bay anh rất là hỏi Phật Pháp, mà anh nói là anh là trước đây là anh từng đã tin giáo, mà có duyên lành anh lên Đạo Phật, anh hiểu Đạo Phật, sau đó anh gặp thầy. Rồi có cái ông học trên cái chuyến bay, ông học đó, sau đó ông hiểu được lời dạy Phật, ông có pháp danh là Hỷ Lạc, tâm Hỷ Lạc, cho nên rất là vui. Cho nên bây giờ bữa nay thầy về đây anh lên anh nghe, mặc dầu tiếng Việt nhưng mà sân tham có tiếng Anh, anh cũng hiểu, ai vỗ tay thì tôi vỗ tay theo. bây giờ anh lên, cho nên anh nói đôi lời trước khi anh nói đại chúng cho tràng vỗ tay lên. First of all, thank you for letting me be here today. I really had a fantastic experience, and thank you to the leadership partners and many persons as well. So, thank you. I've always been intrigued with Buddhism, and I was on a trip to Austin, Texas, and was going through the security line, and I saw the monk here dressed in his garb, and I tend to be a little bit talkative at times, so I wasn't shy. I said, are you a Buddhist? And he said, yes, I am. I said, would you mind if I got a picture with you that I could take home and show to my wife and kids and that? And he said, yeah, sure. So I got a picture with him and my cell phone. And then we went to the, I went to my gate and standing there waiting for my plane. And he came up beside me and he said, are you on this flight to Atlanta? And I said, yes. He said, maybe we should sit together. And I said, well, fantastic. So then I had a captive audience and a teacher that taught me, started teaching me about Buddhism. And then I found myself on this plane singing Buddhist songs and learning about Buddhism. And lo and behold, he had come to Michigan one other time, and I think it was just my good karma, my good fortune to have met him in this manner. And now here I am today learning more and more about Buddhism, and I just want to thank him. Thank you, my brother. Chị Bình Thang, anh nói tức là anh gặp thầy trên chuyến bay từ đó, từ Austin, Texas đó, trên chuyến bay tới Atlanta thì anh gặp thầy. Mà khi mà sắp xong quét rồi, vé cái nhân viên số ghế người ta chuẩn bị vô rồi, kêu thầy là cái nhà tới. Anh nói chứ, I love my brother. Cái chạy lên hôm anh chụp hình đó. Cái người nhân viên số ghế người ta lưu lại. Nói cái ảnh muốn chụp hình với bạn á, cái chụp hình xong rồi á, cái lúc đó lên máy bay hỏi từ đâu tới đâu thì anh nó đi cùng chuyến bay, anh mừng quá, anh ngồi thối sau á, nhưng mà thầy gọi trước, cái anh thấy gì á, cái nói làm sao anh ngồi gần thầy á để đi anh học Phật pháp, mà khi mà học Phật pháp trên chuyến bay là anh học cái bài hát á, anh rất là vui, sau đó cái anh về từ đó giờ anh luôn luôn nào anh có hình ảnh á của thầy chụp hình về đưa cho vợ anh. Cho đứa con anh, cho đứa vợ con rất là vui, rất là hạnh phúc mà anh gặp thầy rồi. Bây giờ nói anh hẹn với thầy, anh nói là em với brother, tức là em với là người pháp tử đồng hành á, là trên cái chuyến bay có duyên lành từ Phật Pháp lâu rồi, bây giờ có duyên gặp lại, nên rất là thích ông sư trồng đòn này. Cho nên nó bây giờ gặp chụp hình rồi đưa cho vợ con là vui, rồi từ đó các anh mừng, anh nói khi nào có Hồng Pháp ở xứ này, nhớ lên đây báo cho anh nghe. Mặc dầu nói tiếng Việt nhưng mà anh lên anh nghe học pháp theo. Thì bây giờ anh tới lên đây nói cái gì biết á,
thì cái bài hát đó là do you remember that song? Happiness is here now you and I sing together. Cái bài này là Happiness is here now. I have dropped my worries. Happiness is here now. Mời hãy cùng hát lên. Happiness is here now. Hai ba. Happiness is here now. I have dropped my worry. I have my worry. Nothing to do, no road to work, no way to go. Nothing to do, no way to go. They no need for hurry. They no need for hurry. Đó là câu thơ vớ thứ nhất. Thứ hai nè. Happiness is here now. Hai ba. Happiness is here now. I have brought my worry. Something to do, somewhere to go. Something to do, somewhere to go. But there no need for hurry. Bài đó khi nào cái nhìn thấy tiếng Pháp lần thứ hai, thầy sẽ hát và quý vị hướng dẫn quý vị hát như vậy. Bữa nay các bạn hát cái bài hát như thế nào? Thầy hát và anh hát hát thầy đang vui. Thì trước khi dứt lời, thầy kính chúc quý Phật tử qua cái thời pháp bài này chúng ta hiểu, chúng ta nghe và chúng ta cố gắng ứng dụng và thực tập vào đời sống hàng ngày chúng ta. Trước nhất là chúng ta hạnh phúc cho bản thân, sau đó chúng ta đem hạnh phúc cho người thân, người thương trong gia đình của mình, và đồng thời cả gia đình tu tập, cả đại chúng tu tập góp phần đem lại hạnh phúc hòa bình cho nước Hoa Kỳ này. Nam mô Đức Bồ Tát Mẹ Quan Âm. Rồi bây giờ ban quý sư cô có đôi lời, mời quý sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Tăng truyền thừa cao cả, hay Thế Tôn truyền bá đạo hồng, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sinh. Kính bạch thượng tọa giả sư, vừa rồi là lời pháp nhũ của thượng tọa giảng sư truyền trao cho hàng Phật tử chúng con. Thượng tọa đem ánh sáng Phật pháp làm lợi lạc cho đạo tràng chúng con. Thượng tọa đã chia sẻ tận tâm giảng dạy, dìu dắt cho hàng Phật tử chúng con thực tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, để khai mở tâm lượng từ bi hiểu và thương nơi tự thân của mọi người Phật tử chúng con. Đặc biệt hôm nay thượng tọa tận tâm vang đôi bàn tay dụng lực hướng dẫn chúng con từng bước đi trên con đường tâm linh giác ngộ theo lời Phật dạy, tu tập theo hạnh nguyện của mẹ Hiền Quang Thế Âm. Và giờ đây để tỏ lòng tôn kính chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử gần xa về tham dự buổi lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hôm nay, xin mời bác Phật tử Minh Thành đại diện cho ban hộ trì Tam Bảo chùa Tam Quan có đôi lời cảm tạ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa quý tôn đức tăng ni và Phật tử gần xa và thân hữu, kính bạch thượng tọa, chùa Tam Quan hôm nay có hội đủ duyên lành cung đình xây dựng. Thượng tọa đến đây chủ lễ ngày lễ vía Quan Thế Âm. Qua những bài giảng của thượng tọa thật là hấp dẫn, thật là hùng hồ, và làm cho Phật tử thấy hứng khởi. Dạ. Thì những cái bài giảng như vậy đó, là Phật tử thấy rằng đó là những cái món ăn tinh thần quý giá của Phật tử từ ở miền đất xa xôi lạnh lẽo này, và được những cái bài thuyết giảng thật là đầm ấm và đầy hứng khởi.
thì mong rằng những cái bài thuyết giảng đó cho Phật tử chùa Trong Quang còn được nghe nơi thầy nhiều lần kế tiếp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị Phật tử đã cho thức ăn và luôn luôn ủng hộ vật chất và tinh thần cho chùa Trong Quang luôn luôn được có khả năng để sinh hoạt thường xuyên với Phật tử. Mong rằng những tình tình thương đó được tiếp xúc và lâu dài đối với chùa Trong Quang. Kính thưa quý vị Phật tử, chùa Trong Quang luôn luôn là những cái nơi mà quý vị tới đây để tu học và luôn luôn có khuynh hướng hướng thượng, và mời quý vị, quý thầy, quý giảng sư có khả năng để thuyết giảng và cung cấp cho những cái bài thuyết giảng thật là hữu ích cho quý vị. Chúng con xin cảm ơn thầy đã bỏ đường xá xa xôi đến đây để cho Phật tử những thời pháp thật là hoan tinh thần thật là quý giá. Trước hết chúng con xin chúc thầy mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho thầy, quý sư cô từ pháp thể kinh an, huệ đăng thường chiếu để việc tu học của quý thầy luôn luôn được trí định tuệ, luôn luôn được viên mãn, để quý thầy quý sư cô là những ngọn đèn trong sáng hướng dẫn Phật tử trên đường tu đạo giải thoát. Chúng tôi xin chúc quý vị Phật tử và thân quyến và gia đình được dạng sự trí tường ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Bồ Tát Mà Hiền Quang Thế Âm. Qua những lời tâm tình và chia sẻ của quý sư cô cũng như bác hội trưởng Minh Thành, chúng ta thấy ở đâu cũng vậy, nơi nào cũng vậy, là người Phật tử, là người tỉnh thức, là người chủ đạo, học đạo và hành trì đạo pháp. Chúng ta dành thời gian, chúng ta tu tập và thực tập giáo pháp Đức Phật, thực tập lời dạy của Đức Phật và thực tập đi trên con đường an lạc. Đó là cái đời sống rất là ý nghĩa. Cảm ơn sư cô cùng quý cùng bác Phật tử Minh Thành đã có đôi lời. Thì bây giờ cuối cùng kính chúc quý ni sư sư cô cùng quý bác ở trong ban tổ chức và quý Phật tử hiện diện ở nơi đây sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Bây giờ chúng ta hồi hướng, sau khi hồi hướng chúng ta chụp một câu hồi quy định nha. Thầy chúng ta mời đại chúng nguyện đem công đức này Yeah.
Bây giờ chúng ta chắp tay nha. Put hand together, please. Chắp tay lại. Quý vị chụp hình nhớ đếm 1, 2, 3 nha. Ok, 1, 2, 3. Bấm nhiều tấm vô. 1, 2, 3. Nhớ lấy từng gọt ở sau đi nha. Dạ. Rồi đổi chỗ qua bên đây tiếp. 2, 3. Cô kia nữa, cô kia chụp cho cô gái. 1, 2, 3. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Rồi, mua.